Video này sẽ nói về tư duy. Đó là những cái gì mình chia sẻ cho bạn thì mình đã mắc phải nó rồi. Năm nay mình được 41 tuổi. Cái đầu tiên mình muốn chia sẻ là cái đánh giá con người. Trước đây mình, đúng không? Ngay bây giờ mình cũng làm, nhưng mà mình rất là ít lại. Tại mình cứ thể kiểm soát được. Chỉ có 3 giây thôi. Số đông của chúng ta là đánh giá. Bạn nhìn cái người đó, trong 3 giây là mình đánh giá, ồ cái người đó là người nghèo, người đó nó xấu, người đó nó đẹp, người đó nó sang, người đó nó ngu, người đó là gì đó. Ok, có thể là một người đó nó rất cực kỳ khôn, nhưng nó mới làm một cái gì đó, nó mới té xuống, nó vấp, nó té, thì bạn nói, ồ cái thằng đó nó ngu quá. Đúng không? Bởi vì con người của chúng ta, số đông là không dành thời gian để suy nghĩ, không suy nghĩ, mà chỉ có đánh giá. Chỉ có 3 giây thôi. Cũng giống như con gái vậy đó. Nó đánh giá con trai chỉ có 3 giây thôi, nó nhìn bạn. Và trong 3 giây đó mà bạn không lấy được cái ánh mắt của nó thì khó mà lấy được con tim của nó sau này. Chỉ có 3 giây thôi. Ok, cái đó là trước đây là mình cô gái rất nhiều thì mình biết mấy cái trò đó. Ok, nhưng đi lại câu chuyện là đánh giá. Ok, mình không biết người ta đã trải nghiệm một cái gì, mình chỉ có đánh giá người ta thôi. Thì cái đó là nên sai. Và để mình ngừng cái thói quen xấu đó, thì mình phải kiểm duyệt được cái đầu của mình. Mình phải kiểm duyệt được cái đầu của mình, cái gì nó đang xảy ra trong cái đầu của mình. Mình nhìn qua bên phải, mình thấy cái anh đó. Bởi vì cái cách ăn mặc của ảnh, đúng không? Có thể là ảnh xăm mặt, xăm hình gì, xăm tay hay là gì đó, thì mình nói ok, tại cái thằng đó chắc cũng một cái thằng gì đó, gọi là một cái thằng xã hội, một cái người mà lô thấp thế hèn trong xã hội, những người ăn cắp ăn trộm, hay là những cái người giang hồ, hay là những cái người băng đảng, thì mình đánh giá, bởi vì người ta xăm mình đánh giá người ta, đúng không? Và bất cứ cái con người nào cũng đã dính vô cái lỗi đó rồi. Ok, và nếu mà mình đánh giá người khác á, thì thiệt sự là những cái đầu của mình á, là mình hại mình, chứ mình không hại người ta. Ok, bởi vì nó chiếm đi một cái diện tích của cái phần não bộ của bạn, bạn mất đi. Ok, bạn mất đi một cái năng lượng. Ok, bạn cứ suy nghĩ đi, cái đầu của bạn là giống như một cái bánh vậy đó. Bạn nghĩ xấu về một người nào đó thì cái bánh của bạn nó mất đi miếng, hay là một tờ tiền vậy đó. Bạn nghĩ xấu một cái gì đó là cái tờ giấy tiền đó, nó bị xé đi gốc. Nó là vậy đó bạn.